Chào các bạn, hôm nay mình mới làm một cái lưỡi câu mới các bạn. Có một bạn kêu mình cho quay cho xem cái lưỡi câu á, giờ mình mới làm luôn. Mình mới làm thì mình cũng chuẩn bị đi câu. Giờ mình đầu trùng thì mình đi câu thôi. Các bạn nhìn kỹ không? Nó cũng làm cũng đơn giản thôi các bạn. Bây giờ mình chuẩn bị ra đồng câu thôi các bạn. Đó, gà đó mình nuôi đó các bạn. Gà trống không nha các bạn. Gà mái mình ăn thịt hết rồi. Đây đường cũng quanh co đó các bạn. Đây chuồng heo này mình nuôi Hùng với ông Anh nha các bạn. Đây thì dừa nhiều lắm. Bạn nào uống dừa thì nói mình tặng cho con trái kỷ niệm. Lại một cái cua các bạn. Thêm một cái cua nữa, cua chữ F đó các bạn. Quá nhiều dừa luôn không các bạn. Cũng gần tới rồi các bạn, phía trước này các bạn. Đường khó chạy quá các bạn ơi. Đường dòng video nó bị lắc, các bạn thông cảm nha các bạn. Tới chỗ rồi mình đi tìm hang thôi các bạn. Này là khoảng 4 giờ chiều các bạn, nên trời cũng dịu mát rồi. Đây phía trước này có một cái hang các bạn, không biết có hay không đây. Nhìn hang êm quá các bạn ơi. Mình sẽ múc trùng vô rồi mình để thử hay có hay không nha các bạn. Lâu quá chứ không có rồi các bạn ơi, chứ lương nó cũng háo ăn lắm các bạn, nó cũng láo ăn lắm các bạn, có là nó lên nó đớp nãy giờ rồi các bạn ơi, chắc là mình phải tìm hang khác thôi. Là không có rồi các bạn ạ. Hang lươn to các bạn, con lươn to rồi. Lươn gần khè các bạn.